Tại sao bầu trời màu xanh? Chào mọi người, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã ít nhất một lần tự hỏi, tại sao bầu trời lại màu xanh? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do đằng sau màu sắc kỳ diệu này của bầu trời. Để hiểu lý do, đầu tiên chúng ta cần biết về ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời thực ra là sự kết hợp của nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc tương ứng với một bước sóng ánh sáng khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời đi vào bầu trời, các phân tử và các hạt nhỏ trong không khí sẽ phân tán ánh sáng này, Màu sắc với bước sóng ngắn như màu xanh và màu tím sẽ bị phân tán nhiều hơn so với màu sắc với bước sóng dài hơn như màu đỏ hay màu vàng. Vậy tại sao chúng ta lại thấy trời màu xanh chứ không phải màu tím? Dù màu tím cũng có bước sóng ngắn. Lý do là mắt người nhạy cảm với màu xanh hơn là màu tím, vì vậy chúng ta thấy bầu trời màu xanh dễ dàng hơn. Điều thú vị là vào buổi bình minh hoặc hoàng hôn, khi mặt trời nằm thấp trên chân trời, ánh sáng phải đi qua một lượng không khí lớn hơn nên màu đỏ và màu cam sẽ trở nên nổi bật hơn, tạo nên bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ mà chúng ta thường thấy. Vậy đó, màu xanh của bầu trời không chỉ đơn thuần là một màu sắc, mà còn là một biểu hiện của cách ánh sáng mặt trời tương tác với không gian xung quanh chúng ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hãy nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thúi.